Hello, chào tất cả mọi người. Simon đã trở lại rồi. Hôm nay Simon quay video khá là trễ, bởi vì ngày hôm qua Simon đã quay video rồi. Nhưng mà sau khi mà về để vào máy edit á, thì Simon cảm thấy là có nhiều thứ nó không ổn, nên là Simon phải quay lại ngay từ đầu. Đáng lẽ là cái tóc này của Simon sẽ không phải ngắn như vậy đâu. Hôm qua nó còn dài lắm, như video lần trước vậy đó. Nhưng mà ngày hôm qua quá nóng lực nên là Simon đã phải cắt đi cái tóc của Simon. Và đó là một cái quyết định khá là sai lầm của Simon. Thật sự sai lầm. Tại vì hiện tại là Simon không có đi ra tiệm cắt tóc được, nên là Simon nhờ người nhà cắt tóc. Anyway thì cũng tạm tạm thôi. Ok. Nhưng mà Simon sẽ sửa nó được sau, nên là không có gì phải lo. Đầu tiên thì Simon xin rất là cảm ơn tất cả mọi người đã vẫn còn xem channel của Simon, vẫn còn xem video của Simon. Simon thấy những cái comment của các bạn luôn luôn đợi những cái video của Simon, Simon rất là vui. Thật sự thì lượt view cũng như lượt comment của video lần trước nó không có được như bình thường của những cái video trước của Simon vào khoảng thời gian mà channel đang rất là phát triển rất là tốt. Nhưng mà Simon cảm thấy nó cũng không có vấn đề gì cả, tại vì Simon cảm thấy là Simon chưa sẵn sàng để đón nhận số lượt xem quá nhiều, mà cả 1.000 lượt xem hay là có rất là nhiều comment Simon không có trả lời kịp, thì giống như bây giờ đang bắt đầu lại từ đầu thôi, không có vấn đề gì về cái việc mà không có người xem cả. Thì từ từ thì sẽ có người xem thôi. Đó là cách lạc quan. Anh nhìn video lần trước Simon có nói là Simon sẽ nói về công việc của Simon, thì video này Simon sẽ nói về công việc của Simon. Phải biết nói từ đâu ta, để trả lời câu hỏi mà các bạn trước đây các bạn thường hay hỏi Simon là Simon làm công việc gì vậy mà Simon có tiền để mua Lego đồ chơi nhiều quá vậy. Thì đúng là Simon có đi làm, Simon không phải là ở nhà tự nhiên có đồ gì đâu. Simon không rửa kit mà Simon lập ra cái channel That's Simon Toy á. Simon làm nhân viên khách sạn. Sau đó khoảng trong vòng một năm, hơn 2 năm thì Simon có thay đổi công việc. Simon chuyển sang một công ty du lịch và Simon làm việc trong văn phòng. Sau đó thì công việc của Simon khá là nhiều, nên là Simon cảm thấy là hơi áp lực về cái công việc một xíu, nên là Simon có tạm dừng YouTube channel. Cũng như là ở khoảng thời gian đó thì Simon cũng cảm thấy là kênh của mình cũng chưa đủ đặc sắc và nó không như ý của mình muốn. Bởi vì như Simon nói lần trước đó, thì Simon không phải làm một cái channel về đồ chơi để cho trẻ em xem, mà Simon muốn chia sẻ cho những người thích, thực sự thích đồ chơi. Và Simon cảm thấy rất áp lực khi mà rất nhiều trẻ em vào xem cái channel của Simon. Nói là trẻ em thì có vẻ hơi quá, là các bạn nhỏ tuổi thôi. Thì nếu mà đối với một kênh làm về nội dung cho các bạn nhỏ tuổi thì Simon thấy là Simon không có đủ khả năng để làm cái chuyện đó. Bởi vì năng lượng tích cực rồi các kiểu là vui nhộn này nọ, Simon nghĩ là Simon không có đủ. Nhưng mà Simon cảm thấy là các bạn thích tự chơi nữa thì xem là cũng ok rồi, nó không có vấn đề gì cả. Ok, quay lại chủ đề chính. Thì sau đó Simon sau khi mà nghỉ việc ở công ty du lịch thì Simon có thử làm một công việc khác mà Simon chưa bao giờ làm. Đó là Simon làm cộng tác viên cho một nhóm du lịch bụi, đó là du lịch tự túc. Thì Simon sẽ là người đi tiền trạm và đi khảo sát những cái khu vực gọi là đẹp, có thể chụp hình sống ảo. Rồi Simon cũng thể thưởng thức món địa phương. Và sau đó vào những cái chuyến tiếp theo thì Simon sẽ cùng với một số bạn khác đi chung. Thì giống như năm ngoái thì Simon có đăng lên một cái hình mà Simon đang chụp hình ở một cái núi lửa. Ở đó rất khá là lạnh nên Simon mặc đồ rất là nhiều lớp á. Thì cái đó là một cái núi lửa Indonesia. Thì đó cũng một trải nghiệm khá là thú vị đó Simon. Nhưng mà sau gần một năm Simon thật sự Simon đi làm công việc đó thì Simon vẫn cảm thấy là nó vẫn chưa thật sự phù hợp với Simon. Simon tiếp xúc được với nhiều người, nhiều bạn trẻ thích đi du lịch, có cùng sở thích với mình. Nhưng mà cảm thấy cái việc mà cứ phải đi lại trong và ngoài nước khá là nhiều thì Simon cảm thấy là Simon hơi mệt, Simon không có nhiều năng lượng tới như vậy. Sau đó thì Simon quyết định là Simon nghỉ việc một lần nữa để thay đổi công việc. Nói là thay đổi công việc ở cái khoảng thời gian này thì
ai mọi người bảo sao mình suy nghĩ khá là kỹ, tại vì không phải lúc nào cứ mà chán là mình phải thay đổi công việc, thì mọi người nhận xét cho mình là một người khá là mau chán, từ khá rất là nhiều việc, nên là sao mình cũng suy nghĩ khá là nhiều, nhưng mà sao mình thật sự là muốn một lần nữa chọn là một công việc khác phù hợp với mình hơn, và thật sự mình có thể yêu thích và làm việc với nó lâu dài hơn. Sao mình có nghĩ tới một công việc mà sao mình rất rất là thật sự muốn làm cái công việc này, đó là trở thành một một người thiết kế đồ họa cũng như là video editor, một người gọi là chỉnh sửa video. Nhưng mà lúc đó thì sao mình lúc mà sao mình chọn công việc á, thì sao mình có đọc qua những cái tin tuyển dụng á, thì sao mình thấy cảm nhận được là mình vẫn chưa đủ, thật sự đủ cái khả năng và kinh nghiệm để làm công việc đó, nên là sao mình cũng đã tìm cố gắng tìm những cái công việc mà những công ty mà họ thật sự cần những người như sao mình, đó là những người mới hoàn toàn có thể cùng họ phát triển những cái mà họ muốn, và sao mình cũng đang cần những người có thể hướng dẫn sao mình nhiều hơn. Thì sau những lời mà giới thiệu của bạn bè thì sao mình có làm ở một công ty, hiện tại là một công ty thiết kế nội thất, thì sao mình chỉ làm những cái gọi là banner quảng cáo cũng như là những cái bài post đơn giản cho trang Facebook fanpage thôi. Thì hiện tại thì đối với công việc này thì nói là hài lòng, thì sao mình nghĩ là sao mình chỉ hài lòng 50%. 50% còn lại không phải là sao mình không hài lòng về công việc, mà sao mình cảm thấy là sao mình chưa đáp ứng được cho công việc, thì sao mình vẫn đang cố gắng hơn về công việc đó. Và để nói xa hơn về tương lai của sao mình đó, thì sao mình có ý định là sao mình trở thành một người họa sĩ hoạt hình, hoặc là họa sĩ truyện tranh gì đó. Thì sao mình có đang nuôi ý định là sao mình sẽ đi học về một khóa về hoạt hình hoặc là truyện tranh. Thì sao mình có hỏi ra rồi thì cảm nhận được là hiện tại tài khả năng tài chính của sao mình chưa đủ để thực hiện cái ước mơ này, nên là sao mình đang có một cái kế hoạch mới cho sao mình. Đó là một kế hoạch nó không biết là nó có khả thi hay không, nhưng mà sao mình nghĩ là sao mình sẽ thử, đó là sao mình sẽ tự học ở nhà, sao mình sẽ tự lên chương trình học cho mình, tự tìm hiểu những cái mà mình nghĩ là sẽ phù hợp cho cái việc phát triển trở thành một người họa sĩ truyện tranh hay là một người họa sĩ hoạt hình. Thì Simon có ý định là Simon sẽ làm một kênh YouTube, oh no, không phải, lập một cái kênh hoàn toàn mới và biến cái kênh đó Simon Toy này thành cái kênh, và Simon lưu lại những khoảnh khắc đó, lưu lại những cái mà Simon đang thật sự tự học ở nhà. Tháng lễ tuần này Simon phải ra một cái video đầu tiên về cái chủ đề đầu tiên là Simon sẽ thật sự tìm hiểu về hoạt hình cũng như truyện tranh, nhưng mà tuần này sao mình khá là lười, cũng như là sao mình đang bận suy nghĩ xem là sao mình sẽ làm nội dung gì cho tuần này, nên là sao mình chưa có ý định là làm ngay bây giờ, nên là đây là một cái video đầu tiên để nói với các bạn là sao mình đang chuẩn bị làm một cái chủ series mới cho sao mình, đó là trở thành một người họa sĩ truyện tranh hoặc là họa sĩ hoạt hình. Thì hiện tại thì sao mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn và sao mình sẽ làm chủ đề cho từng tuần về những cái chủ đề về liên quan tới truyện tranh và hoạt hình. Thì mong là các bạn sẽ đón nhận những video này, vì sao mình sẽ muốn là tạo ra một cộng đồng mới, đó là những người yêu thích truyện tranh và hoạt hình. Nói về truyện tranh hoạt hình nó cũng không có xa lạ về với mọi người đúng không, thì đó là một cái niềm đam mê của sao mình, thật sự hoạt hình là một cái niềm đam mê của sao mình, nên là sao mình đang định hướng công việc của mình cũng như là biến cái niềm đam mê của mình thành sự thật, là nên là sao mình sẽ chuyển hướng cái nội dung của cái channel của sao mình thành một kênh về định hướng nghề nghiệp. Thì các bạn có thể xem video của Simon cũng giống như là một cái gì đó gọi là tham khảo qua, là ok, nếu mà thật sự nếu mà các bạn thật sự muốn học về hoạt hình cũng như truyện tranh thì các bạn cần những gì, thì channel của Simon sẽ làm được điều đó. Simon sẽ cố gắng làm bằng hết sức có thể của Simon thôi. Thì tuần vừa rồi Simon làm gì hả? Simon chỉ vẽ tranh thôi, ở nhà xem YouTube vẽ tranh rồi ở nhà. Đó là tuần vừa rồi của gia mình. Ok, thì hy vọng thời gian sắp tới mọi người sẽ trở lại cuộc sống như bình thường, và sao mình cũng sẽ cố gắng nhiều hơn để làm được nhiều video mới cho mọi người xem. Thì mong là mọi người vẫn chờ đón channel của Simon và chờ đón những video của Simon. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, quên nữa, Simon cũng thật sự rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi Simon và comment cho Simon nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.